Sáng ngày 20 tháng 11, Liên trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trường Mầm non Nậm Trà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Nậm Trà, Ban giám hiệu các đơn vị, trường và hội cha mẹ phụ huynh, học sinh. Tại buổi lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thầy cô giáo, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề giáo, đồng thời tri ân và tôn vinh những nỗ lực đóng góp của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại các nhà trường trên địa bàn xã. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên sự nghiệp giáo dục của xã Nậm Trà đã có nhiều chuyển biến tích cực, vượt lên trên những khó khăn, đội ngũ nhà giáo đã nỗ lực không ngừng để chung tay cùng với cấp ủy chính quyền xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối với công tác giáo dục ở vùng khó. Thay mặt các đồng chí trong đoàn, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hai đơn vị trường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trường, các thầy cô giáo khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, yêu nghề, mến trẻ, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ để các cháu không chỉ có sức khỏe tốt, an toàn mà còn chăm ngoan, lễ phép. Lớn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị lãnh đạo xã và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên địa bàn.